Xin chào mọi người và chào mừng đến với bản cập nhật hàng tuần, nơi chúng tôi giúp bạn bắt kịp mọi thứ đã xảy ra trong ngành công nghiệp chiến đấu trò chơi. Chỉ trong 10 phút nữa tôi là người dẫn chương trình, Ellie bạn từ Game 3. Và bản cập nhật nhanh của tuần này sẽ bao gồm một số tin tức đáng chú ý trong tuần cuối cùng của tháng 7. Vì vậy hãy ngồi dậy và xem lại những gì tuần này có thể cung cấp. Bắt đầu từ tuần này, chúng tôi thông báo cho bạn một báo cáo chỉ ra tiềm năng phát triển lớn trong vòng 6 năm tới mà ngành công nghiệp trò chơi chiến đấu hy vọng. Một báo cáo gần đây từ báo cáo tuyệt đối dự báo tăng trưởng lớn cho trò chơi theo ngành trong 6 năm tới. Nghiên cứu phải chơi không thể thay thế. Ngành công nghiệp trò chơi token với giá trị ước tính 2,8 tỷ. Trong khoảng thời gian tiếp theo từ năm 2022 đến năm 2028, hơn nữa hợp chất, tốc độ tăng trưởng hàng năm của ngành là 20,4% trong cùng khoảng thời gian 6 năm. Dự báo, đến giữa một thị trường cờ rít tập B đang hoành hành, để lại ít chỗ cho các dự án và ngành công nghiệp không có nội dung báo cáo làm nổi bật các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực chơi này để và phát triển trò chơi là Shikame VC, phòng thí nghiệm thượng Shenzhen Immutable và Sun Bắc. Hơn nữa nó chia nhỏ trò chơi năm theo loại bằng điều khiển và khu vực thị trường. Mặc dù nó không chỉ là báo cáo chỉ ra một thuận lợi tương lai cho ngành công nghiệp game miễn phí trên US sau khi bạn tìm kiếm từ con Telegram giáp cũng nổi bật sự quan tâm từ các nhà đầu tư kỳ cựu trong mùa xuống chẳng hạn. Thương hiệu Animeka gần đây đã mua lại 3 công ty với các chủ đề trò chơi theo không gian. Một phân tích khác cho thấy một quang học người dùng cuối của trò chơi dựa trên blockchain. Bất chấp điều kiện thị trường, cả Ước và Banana Machine thấy số lượng cộng đồng ổn định với 2,94 triệu và 2,49 triệu người dùng. Trong thời kỳ suy thoái thị trường, các dự án vẫn còn mang theo với họ một mức độ tiện ích cha mẹ. Trò chơi dựa trên blockchain là một đơn giản, cách dễ tiếp cận và hấp dẫn để điều này được nhìn thấy. Chính vì lý do này mà trò chơi luôn hoạt động như một cửa ngõ để người dùng mới tương tác với tiền điện tử, không gian. Tuy nhiên, khi UFL tiếp tục phát triển, chuyên gia nhấn mạnh rằng game fun cũng sẽ cần phải thích ứng. Trong một cuộc trò chuyện gần đây với những người sáng lập Crypto Jedasi, họ kêu gọi các nhà phát triển ưu tiên niềm vui của một cuộc tài chính hóa bằng cách tiếp tục phát triển các nền tảng. Chuyển sang câu chuyện thứ hai, chúng tôi có tin tức lớn về một liên minh hình thành trong cộng đồng Crypto. Omaba sẽ tập trung vào việc đề xuất các tiêu chuẩn và tạo điều kiện hợp tác giữa các bên liên quan khác nhau của Web3 và các ngành công nghiệp khác dựa trên blockchain, Metaverse và Web3. Các nền tảng đã quyết định tạo thành một Metaverse mở liên minh cho Web3 để vượt qua, thay đổi khả năng tương tác của ngành. Bốn nguyên tắc cốt lõi của liên minh được thiết lập là tính toàn diện, minh bạch, phân quyền và dân chủ hóa. Tổ chức gần được thành lập bởi Alien Wood, phòng thí nghiệm đôi thương hiệu Animeka, Decentraland Meter, không gian Metaverse, siêu thế giới và hộp cát tôi dự định. Phác Soshi và Lượn Sóng là một trong những người tham gia, cũng như thông báo chính thức chỉ rõ phương tiện để vượt qua những thay đổi về khả năng tương tác sẽ tập trung vào việc đề xuất các tiêu chuẩn và tạo điều kiện sự hợp tác giữa các bên liên quan khác nhau của Web3 và các ngành công nghiệp. Ông Toem, anh ba bạn sẽ được thành lập như một người phi tập trung tổ chức tự trị để đảm bảo một hệ thống chính phủ minh bạch và lấy người dùng làm trung tâm. Nó sẽ tập trung vào nỗ lực của mình trên Metaverse cụ thể chủ đề liên quan, chẳng hạn như các tiêu chuẩn cho các giao thức mã thông báo không thể bọt biển, cổng nhận dạng có thể chuyển nhượng giữa thế giới ảo mà Big và Index, các thành viên liên minh dự định tham gia gần đây. Diễn đàn tiêu chuẩn Metaverse được công bố, một chòm sao các công ty miễn phí trên Web phối hợp yêu cầu hỗ trợ cho các tiêu chuẩn hiện có và phát triển các tiêu chuẩn liên quan đến Metaverse. Sắp tới chúng tôi mang đến cho bạn các dự án tài trợ hàng đầu hàng tuần. Bắt đầu tuần này là Matibe Game. Matibe Game đã ra mắt chiến dịch chơi game blockchain với thông báo về trò chơi miễn phí ướt đầu tiên của nó, Anh Hùng Hành Động Hùng Mạnh. Lịch phát hành vào cuối năm nay, có trụ sở tại Singapore. Studio chơi game đa nền tảng vào thứ ba thông báo chạy thành công, huy động được 10 triệu đô la trong một vòng vui vẻ led bởi Flamewood Venture. Vòng đấu cũng có sự tham gia của Mizuno, liên doanh Silvermin Dune, Sắc Sâu Si Cà Bi Tân Falisi Mạo Hiểm, Đa Giác Trời Phiêu cho Phần Ever Blue, Châu A8 sẵn sàng người chơi xuống dao cạo,
Evergarde súng web miễn phí và nhiều hơn nữa. Studio này đang tìm cách tái tạo cùng một người hâm mộ. Trải nghiệm được cung cấp cho trò chơi đa nền tảng của nó. Cộng đồng trên web miễn phí. Công ty nói, nó có kế hoạch xây dựng một loạt các nhân ba trò chơi blockchain mới lạ, công bằng và chu đáo. Mati Bay Game sẽ xây dựng trò chơi để sở hữu trò chơi. Bắt đầu với Mi Action Hizoshi, được mô tả là nhiều người chơi. Người thứ ba Button Joen, điều đó nhấn mạnh vào niềm vui, kỹ năng và sự hỗn loạn. Studio được thành lập vào năm 2016 bởi một đội ngũ mạnh mẽ của các nhà sản xuất trò chơi có kinh nghiệm tại các công ty phát triển trò chơi hàng đầu, bao gồm King Ubisoft, Luca bắt đầu Disney và trò chơi gác xếp. Trò chơi con gấu hùng mạnh tin rằng sự thay đổi tiếp theo trong ngành công nghiệp game sẽ thúc đẩy trò chơi cộng đồng hướng tới hệ sinh thái trò chơi phi tập trung. Công ty đã chọn hướng tới chơi và kiếm tiền chơi game thay vì chơi phổ biến hơn để kiếm trò chơi. Bạn có thể nhớ từ bài đánh giá hàng tuần cuối cùng, chúng tôi đã nói về màu găng từ quyết định cấm bất cứ thứ gì tiền điện tử bạo loạn vào trò chơi, sợ làm hỏng trải nghiệm chơi game của người chơi. Tốt trong tuần này, chúng tôi mang đến cho bạn một trong những nhà phân phối trò chơi lớn nhất, Epic Games phản ứng với quyết định đó. Người sáng lập và giám đốc điều hành Epic Games, Tim Sweeney nói, công ty của anh ấy chắc chắn sẽ không theo dõi các nhà phát triển măn cờ rác cấm mã thông báo không thể chạm vào, như các nhà phát triển măn cờ rác đã báo cáo trước đây. Morgan Studios cấm tích hợp NFT vào thứ tư, vì anh ấy tin rằng khía cạnh đầu cơ của NFT, cùng với sự khan hiếm và nguy cơ bị loại trừ và lừa đảo, được cho là liên quan đến NFT, chống lại các nguyên tắc của trò chơi điện tử. Động thái này được coi là gây tranh cãi lớn trong cộng đồng NFT tại sao, đã được đáp ứng với lời khen ngợi bởi nhóm các game thủ đa nghi tiền điện tử. Công ty của Sweeney là người tạo ra thành công rộng rãi trò chơi Button Joen Fortnite, cũng được xem như một nền tảng Metaverse. Tại sao Epic Games không cần thiết cho tiền điện tử hoặc NFT chuyên nghiệp? CEO cho biết công ty không muốn thực thi mọi quan điểm về chủ đề của anh ấy đối với người dùng. Cộng đồng thúc đẩy nền tảng trước để sở hữu có toàn bộ tiền điện tử NFT, hệ sinh thái được xây dựng xung quanh nó. DC tạo ra 51.000 Ether hoặc khối lượng giao dịch trị giá 80,8 triệu đô la tại thời điểm viết bài kể từ khi tin tức giảm xuống. Tuy nhiên, giá sàn của NFT của nó đã giảm từ 3,3 S đến 1.01 S tại thời điểm viết bài. Tại sao mã thông báo gốc của nó WAN đi đã giảm 55% trong khung thời gian đó? Sau thông báo Morgan, NFB, đội thế giới tuyên bố nó bây giờ là cây cầu tổng hợp các giải pháp về cách tiến lên phía trước. Trò chơi đã đề cập rằng nó đang hoạt động để liên hệ với măn cơ rắc để xem liệu có thể tìm ra giải pháp khả thi. Nếu không thì một trục sai cho một công cụ trò chơi giống như măn cờ rác hoặc nền tảng trò chơi đã được phác thảo là các tùy chọn có thể. Cuối cùng, để kết thúc bài đánh giá nhanh của tuần này với một lưu ý tốt, chúng tôi có một số tin tức tuyệt vời cho người hâm mộ Final Fantasy. Phát triển trò chơi quảng trường khổng lồ, Enix hợp tác với nền tảng mã thông báo không thể chạm vào, động cơ để khởi chạy bộ sưu tập kỹ thuật số và vật lý. Giới thiệu Final Fantasy 7, một loạt trò chơi điện tử rất phổ biến. Trong một thông báo, Engan nói rằng để có được người hâm mộ của NFT, phải đặt hàng trước Final Fantasy, sản phẩm kỷ niệm 25 năm của Seven tại Square Enix. Nhà bên cạnh, các sản phẩm sẽ bao gồm một mã cho kỹ thuật số, công viên hội đồng sưu tầm có thể được đổi trên nền tảng NFT, mạng FNB năm 2023, theo công nghệ trường động cơ. Chúng tôi trực tiếp ngẫu nhiên xin lỗi vì cách phát âm của tôi. Quan hệ đối tác sẽ có ảnh hưởng tốt đến kỹ thuật số, tài sản và giải trí. Tito lưu ý rằng điều này là do vị trí đang tiến vào ngành làm gương cho các công ty game lớn khác. Trong tháng 5, kênh trò chơi tiết lộ kế hoạch phát hành mã thông báo và đầu tư vào không gian chơi game có Up3. Công ty nhấn mạnh rằng họ sẽ tung ra nhiều NFT hơn, làm nổi bật trò chơi của nó như một phần của chiến lược kinh doanh năm 2022. Thành công của liên doanh ban đầu và NFTC đã thúc đẩy công ty theo đuổi nhiều sáng kiến hơn trong không gian blockchain vào năm 2020. Bắt đầu công ty phát triển, hãy để một khoản đầu tư chạy cho hộp cát. Với Square Enix và các nhà đầu tư khác, hộp cát đã có thể huy động được 2 triệu tiền mặt và tài sản kỹ thuật số. Và điều đó kết thúc bản cập nhật hàng tuần của tuần này. Bất chấp thị trường giảm giá trầm cảm hiện tại, game phân tổng thể và có thể có một cảnh
dường như vẫn hoạt động cực kỳ tích cực, với tin tức tuyệt vời từ những người chơi lớn trong ngành. Vô số quan hệ đối tác lớn với các thương hiệu Webtoon khác bắt tay vào cuộc cách mạng Webtoon mới. Các trò chơi phổ biến đang trong quá trình chữa bệnh. Và một số tin tức